Sạt lở là câu chuyện không mới, vì đều đặn mỗi năm thì đều gây ra những hậu quả to lớn với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bao nhiêu căn nhà đã nằm ở dưới lòng sông, bao nhiêu đất trồng đã bị cuốn mất và bao nhiêu con người đang bị đe dọa. Những con số được thống kê cho thấy sẽ còn hàng chục ngàn con người miền Tây hiền hòa đang sống chênh vênh bên miệng Hà Bá có thể là nạn nhân. Thế nhưng di dời dân ra khỏi vùng sạt lở lại không phải là điều dễ dàng, dù đó là để đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Câu lưới trên sông Tiền cả chục năm, người đàn ông này đã chứng kiến biết bao lần giận dữ của dòng sông. Mất đất, mất nhà và rất có thể sẽ mất mạng. Ông đành phải chọn phương án an toàn nhất cho gia đình. Tôi cũng ở vùng sạt lở nữa. Đưa lên cẩm mày. Nhà nước người ta đưa lên vùng cẩm dân cư rồi. Đó, bây giờ còn mấy hộ sau này là chưa có đưa lên được. Chuyển lên vùng an toàn, nhưng nghề thì không thể bỏ. Không phải ai cũng chọn phương án vất vả, làm ăn một nơi, nhà ở một nơi như ông Tuấn. Bất chấp tình trạng sạt lở đang diễn ra hàng ngày, hàng tháng, hàng chục hộ dân khác vẫn kiên trì ở lại. Cái nhu cầu cuộc sống là phải về cụm gần chợ, gần đường xá đâu này kia, nó dễ sinh hoạt. Còn cái ví dụ như mà đưa về trong tiếng trong kia thì nói chung là nó hơi khó khăn. Cụm tiếng dân cư mà ở vùng sâu, nó xa, cách xa khoảng 5 đến 7 cây số, cho nên là người dân là e ngại. Tại vì sống bằng nghề câu lưới thì chủ yếu tập trung ở cặp bờ sông, thì người ta sống, người ta giăng lưới để người ta sống hàng ngày. Còn những cái người mà đi làm ở cụm công nghiệp đó, thì người ta đi cho nó gần, không chịu di dời. Người ta chỉ là dồn lại phía trước, phía nào mà nó còn an toàn người ta dồn lại phía trước thôi, chứ người ta không chịu đi. An cư thì mới lạc nghiệp, nhưng ở cũng khó mà đi thì không được. Chính quyền tỉnh Đồng Tháp đến nay xây dựng 53 công trình, bố trí cho 15.000 người dân vùng nguy hiểm được sinh sống. Thế nhưng phần lớn cụm tuyến dân cư vượt lũ được xây dựng giữa đồng, cách xa chợ và sông nước, nên người dân không thể từ bỏ tập quán và mưu sinh. Cái khó này gần như chưa thể khắc phục. Sao mày không chuyển chỗ khác chứ? Không có chỗ. Cách nơi này không xa là bờ sông Vàm Nao, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 14 căn nhà bị nuốt gọn trong tích tắc. Dù muốn hay không, hơn 100 hộ dân khác buộc phải được quy hoạch vào cụm tái định cư, di dời trường học vì tính mạng không thể đánh đổi. Ủy ban tỉnh cũng đã thống nhất cho là huyện Chợ Mới là xây một cái khu tái định cư. Khu này là 4,8 hectare. Là cái số nền nhà trên 200 nền để bố trí cho các hộ còn lại. Bởi vì là khu vực này không phải chỉ là dừng lại con số 108 hộ, mà theo cảnh báo của Sở Tài nguyên Môi trường có khả năng đã mở rộng thêm. Do đó huyện cũng chủ động là mọi người cũng là làm cái khu tái định cư cho cái số này nó trên 200 để là chúng ta là dự phòng cho những cái trường hợp xấu cần di dời gấp. Tập quán sinh sống của người dân là không dễ thay đổi. Còn vị trí xây dựng tuyến dân cư vượt lũ cũng khó đáp ứng được tiêu chí vừa an toàn tính mạng lại vừa thuận tiện cho người dân chạy lưới. Nhưng tính mạng con người là điều cần phải ưu tiên hơn cả. Không di dời, e rằng nước đến chân sẽ không thể nhảy kịp.